Hải ơi, cảm giác thật là tuyệt. Mày có thấy thế không? Mày thử lên đây mà đèo, tao ngồi sau xem cảm giác thế nào. Thôi, cho tao rút lại câu đấy đi. Em dừng được, dừng lại. Má. Mày có thấy mệt không? Ôi ơi, con lậy mẹ. Cảm đoạn đường dài đầy sỏi đá lúc nãy. Mẹ thì nặng luôn rồi. Hoa. Mày đi xuống rồi. Mày đi đâu? Cách làm gì đấy? Mày có biết đấy, tại sao ấy, bố mẹ mày lại chết không? Xin anh đừng đánh em ạ. Tất cả là vì mày đấy. Ông bà ấy đang sống rất là yên ổn cho đến ngày mày sinh ra. Mẹ mày chết, rồi bố mày chết theo. Mày sinh ra đúng là con quỷ mà. Thằng kia, mày đừng tưởng bố mẹ mày làm giám đốc là mày muốn nói gì thì nói nhá. Hải, đấy không phải là lỗi của mày. Mày đừng tin lời nó nói. Mày bật tao hả? Ân, bực mình này. Mày đi đâu? Đứng vào đây. Tao chả hiểu mày có gì hơn tao ấy, mà cứ mỗi một lần ông già tao lôi tao ra so sánh với mày, rồi chửi tao. Từ nay ấy, cứ mỗi một lần ông già tao so sánh như thế thì tao sẽ cho mày một trận, mày hiểu không? Nhưng mà tao đâu có biết là bố mẹ đem tao ra so sánh mày đâu, mà mày đòi đánh tao à? Câm mồm, câm cái mõm chó của mày lại. Đường đường là một con trai của giám đốc, đẹp trai nhiều tiền như tao ấy, mà mày đi so sánh cái loại bần hèn khố rách áo ôm, không cha không mẹ như mày à? Mày sinh ra ấy, đúng là sai lầm của tạo hóa rồi đúng không em? Mà thôi, cái loại bần hèn như mày ấy, nói mãi cũng thế thôi. Để tao chống mắt lên xem, mày học giỏi hơn tao ấy có tác dụng gì không? Sau này chỉ đi hót cứt thôi. Để tao xem 10 năm nữa, để lúc ấy mày xem là người hay mày là ngợm hả con? Cái loại bần hèn như mày ấy thì phải sống dựa theo tâm trạng vui hay buồn của những người giàu có như tao. Mày hiểu vấn đề không? Mày nhìn tao á? Nhìn à? Hôm nay ấy, tao cho mày bài học này là quá nhẹ rồi. Thôi Ân, đi về, đi làm cái kèo mới với anh. Chứ mấy cái bọn rẻ rách này ấy, không ăn thua đâu. Nhớ mặt bố mày đấy. Mày giỏi ấy, mày chót cướp thôi. Mày còn tỉnh không? Mày có làm sao không? Tao tỉnh bất cứ lúc nào. Tao sẽ cho nó thấy số phận của tao như nào là do tao quyết định. Em bận bịu như vậy, anh thương em lắm. Hay là tối nay mình đi thư giãn nhá. Một đêm của em bao nhiêu? Anh mua được hết. Chỉ sợ anh không đủ tiền để mua thôi. Anh thì thiếu gì tiền đâu. Em chưa thử ấy. Thì làm sao mà biết được đêm dài hay ngắn. Ai đây? Lan Anh à? Đứa này làm gì đây? Đứng đây làm gì kệ tôi? Ê, bạn bè nhau, làm gì mà cáu gắt thế?
Lại xinh phết nhở. Nhưng mà chắc từ sáng giờ vẫn ế. Bao nhiêu một cuốc mình ủng hộ cho. Bố ăn nói kiểu gì đấy? Bố còn là giám đốc thì ăn nói cẩn trọng vào. Con nói bố láo đấy à? Này con mất dậy nhá. Mày ai nói bố láo đấy? Tao thông báo cho mày biết nhá. Bố tao đã chuyển lại công ty cho tao rồi. Bây giờ ấy, tao không phải là con trai của giám đốc đâu, mà tao chính thức là giám đốc công ty Vivu đấy. Anh! Này, mày hiểu không? Ê! Ê! Đang nói chuyện tao cơ mà. Trông ngon nghẻ thế kia ấy. Đi về thứ khách bần hèn. Hỏng hết người em ơi! Phát triển đột phá về chiến lược kinh doanh cùng với sự quan tâm chăm sóc đặc biệt của anh đến với đời sống công ty thì doanh thu công ty của chúng ta đã tăng lên rất là cao ạ. Thôi nào, bảo bao nhiêu lần rồi, lúc nào đây không có người ấy, mày cứ xưng hô mày tao cho nó thân thiện. Anh em khó nghe lắm. Thế thì tao xin phép anh cho tao được gọi anh là mày nhá. Ok. Hiện nay chúng ta đã nắm chọn thị trường một cách rất là tốt. Khách hàng rất yêu quý sản phẩm của chúng ta bởi vì giá cả hợp lý, sản phẩm lại tốt nữa. Bên cạnh đó, chúng ta còn có những chương trình tri ân khách hàng cực kỳ thuyết phục. Mà sắp tới sinh nhật của mày rồi, ta có món quà tặng cho mày đấy. Như mày cũng biết đấy, ông Thắng, giám đốc công ty Vivu, hiện tại bệnh tình rất là nặng. Ông ấy đang chuẩn bị sang nhượng chức giám đốc của công ty cho thằng Tú rồi. Mà tao với mày cũng quen nó quá rồi, nên biết thừa tính của nó là ham chơi lười làm. Vì thế mà tình hình giá cổ phiếu của công ty hiện tại sụt giảm rất là nhiều. Vì thế tao đã tự làm cái việc như thế này. Thật sự cảm ơn mày nhiều lắm. Tao rất thích món quà này. Cảm ơn gì chứ, thì cũng nhờ có mày tao mới được làm thư ký riêng của chủ tịch mà. Tự nhiên nhắc đến cái thằng Tú đấy, tao lại nhớ chuyện ngày xưa quá. Hay là trưa nay tao mời mày đi ăn cơm ở quán ngay trước nhé. Ok luôn. Đi. Mày làm này lâu chưa? Thế nó chả báo gì. Đi. Xem gọn đi. Tí nữa phải tính. Đúng là lâu lắm rồi. Sao phải mày không ăn cơm kiểu này nhỉ? Kể ra thời gian trôi nhanh thật đấy. Mấy ngày nào tao với mày vẫn còn cố gắng tích từng đồng một để kiếm tiền đi học. Chưa đến thì ăn nhanh chất cơm rồi đi phát tờ rơi, làm bao nhiêu việc khác nữa. Tao nhận ra là chân lý của tao luôn đúng. Con người chỉ cần có quyết tâm thì việc gì mình cũng có thể làm được. À, tao mới mua một cái nhẫn để sắp tới cầu hôn người yêu đấy. Thế à? Tự tao mượn tay. Đưa đây, mượn cái tay. Để làm gì? Đưa mượn cái tay. Đến này, bố ạ. Vừa đấy, đẹp không? Đẹp. Hiểu rồi chứ. Đã từ lâu em bị yếu lòng rồi. Ai? Chó thấy cái chủ à? Không mừng. Mày thấy tao ấy, không chào à? Tú đấy à? Tú đang nói chuyện với ai đấy? Tao nói chuyện với mày đấy. Còn con chó nào ở đây nữa? Này, lớn rồi, ăn nói thì dùng cái đầu suy nghĩ một tí đi.
Hóa ra đây là cái thằng ất ơ mà anh hay kể đấy à? Học hành giỏi giang mà làm gì? Cuối cùng cũng chỉ là cái thằng đầu đường xó chợ thôi. Mày thua tao rồi đấy. Dù 10 năm hay 100 năm thì mày vẫn nghèo hèn như vậy thôi. Mày đừng có chỉ tay chỉ chân nữa. Ở đời chưa biết đứa nào hơn đứa nào đâu. Khẩu khí mạnh mồm lắm. Nhưng thôi, hôm nay tao đang vui, tao sẽ cho chúng mày một cơ hội đổi đời nhá. À, mà này, nhà tao mới bị mất hai con chó. Hay là hai đứa chúng mày qua trong nhà cho tao, được ăn sướng lắm đấy. Em này, em đừng nói như vậy chứ. Cái lũ nghèo hèn ấy, tự trọng cao lắm. Em nói như thế, khác gì xúc phạm con chó nhà anh. Chúng mày, dù có chết cũng không biết sợ cơ mà. Tao xin giới thiệu với chúng mày, anh Hải đây là chủ tịch của tập đoàn SVM. Ôi sợ thế. Chúng mày có khiếu hài hước thật đấy. Anh mang chúng nó về nhà tấu hài cũng vui đấy. Này, ngồi đây ăn cơm hộp với nhau kia ấy, mà chủ tịch với ai? Thôi, đằng nào cũng chưa có ai gọi chúng mày là con. Về làm con chó cho tao đi, tao nuôi. Nhờ. Cười ít thôi. Nhìn đây này. Dạo gần đây, cổ phiếu của tập đoàn Vifu giảm mạnh. Lan Anh đã nhân cơ hội này mua đứt 70% giá trị cổ phần công ty chúng mày. Điều đó đồng nghĩa với việc từ bây giờ, công ty Vifu sẽ trở thành một công ty con của tập đoàn Destino. Toàn bộ nhân sự, bao gồm cả giám đốc Tú đây, cũng là nhân viên của tôi đây. Hai người đã nhận ra vấn đề gì chưa? Anh chị, tất cả những lời em nói vừa nãy là do tên này bảo em nói đấy. Anh chị tha cho em đi ạ. Em hứa sẽ cố gắng hết mình vì công ty. Thôi, cô không cần phải cố gắng gì đâu. Bởi vì từ bây giờ cô chính thức bị đuổi việc. À, Hải ơi, những gì lúc nãy mình nói ra ấy, chỉ là thử lòng bạn thôi, xem bạn có bỏ qua chuyện cũ cho mình không mà. Thôi, đang dịch, không bắt tay gì cả đâu. Thật ra, tôi cũng vì nghĩ cho bố cậu, cả đời gây dựng lên cái công ty, không thể để mất trắng vào tay con trai mình được. Từ bây giờ, cậu chính thức bị đuổi việc, cái chức giám đốc công ty Vivo. Đàn anh sẽ lên thay. Hai người bỏ qua tôi đi mà. Mình đi. À, tôi bảo này, số phận của mỗi người tùy thuộc vào sự cố gắng của họ, chứ không phải là vào tâm trạng của mấy người giàu các cậu. Tú, chăm chỉ quá nhở. Chào bà chủ ạ. Rồi, chủ triển cái gì nữa, chuyện cũ bỏ qua đi. À, hôm nay bọn tôi đến đây để báo một tin mừng đấy. Sắp tới tôi với Lan Anh quyết định về ở chung với nhau rồi đấy. Ôi, bớt chút thời gian đến với vợ chồng tôi nhá. Hai người cười sớm thế à? Chúc mừng hai người nhá. À, hay là hai người đi ăn cơm với tôi đi, tôi mời. Mời luôn á. Nhưng mà ở đây chỉ có cơm hộp thôi. Thế ngày xưa mình hay ăn cơm gì? Thế thì hai người đợi tôi một chút nhá. Tôi vào tôi dọn nốt đồng công trường kia ấy, xong rồi anh em mình đi ăn. Ok. Rồi, thôi ăn đi, tao mời đâu nhá. Ở đây này gọi là đặc sản đấy. Không phải cười gì đâu. Họ ăn là tốt rồi. Và tao nói chúng mày biết nhá. Từ lúc mà làm ở công trường ấy, tao phát hiện ra tổng năng khiếu mẹ. Tao đáng ra phải làm giám đốc một công ty bốc gạch Vivo lâu rồi. Có 100 viên, cái thằng ở dưới lém kiểu gì tao lên bốc phát được 50 viên. Đến bây giờ lại mãi cũng chỉ 50 viên. Không biết 50 viên còn lại đâu, mới đỉnh cái này. Chán thật. Ô, Tú đại ca. Em chào anh. Ôi giời. Ôi, làm sao mà em có thể bắt tay với công nhân được nhờ?
đây có phải là Hải Giả Rách đang là nhà quê không nhỉ? Bao nhiêu năm rồi mà vẫn ăn cơm bụi thế này à? Sao mà nhục thế nhở? Giới thiệu với mọi người nhá, tôi là trưởng phòng sale của công ty Destino, mới được bổ nhiệm đấy. Lại chủ tịch rồi.